Vậy. Đường tình diva Mỹ Linh, yêu bằng kiều tưởng sắp cưới lại chia tay, chọn nhạc sĩ đã có con riêng làm chồng. Trước cuộc hôn nhân bền vững với anh Quân, Mỹ Linh từng yêu bằng kiều khi chưa tròn 18. Nhiều người nói Mỹ Linh là hình tượng nghệ sĩ ai cũng muốn trở thành, khi từ sự nghiệp tình yêu cho đến con cái đều tròn trịa. Cuộc hôn nhân của cô và nhạc sĩ anh Quân sau hơn 2 thập kỷ vẫn được nhiều người ngưỡng mộ, là niềm tự hào nhiều năm nay của nữ diva. Tuy nhiên, điều ít ai nhắc đến là việc Mỹ Linh từng có khoảng thời gian hẹn hò với ca sĩ Bằng Kiều khi mới biết yêu. Mối tình của Mỹ Linh và Bằng Kiều không hay được nhắc đến, có lẽ vì cả hai luôn hạn chế đề cập tới điều này. Không chỉ yêu nhau, họ còn từng là một cặp đôi đẹp trong âm nhạc, mà theo lời đạo diễn Phạm Hoàng Nam, vào những năm 2012 thì bản hit Trái Tim Không Ngủ Yên sẽ không ai hát hay bằng Bằng Kiều, Mỹ Linh. Năm 1993, Mỹ Linh lúc ấy chưa đầy 18 tuổi, Bằng Kiều là người có công phát hiện ra cô, đưa từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tham gia liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc. Trước đó, họ gặp nhau ở một trại hè học sinh. Không chỉ được Bằng Kiều dẫn dắt vào con đường nghệ thuật, Mỹ Linh thuở ấy còn theo mẹ ruột của anh là nghệ sĩ chèo Lưu Nga đi học. Sau đó, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, Mỹ Linh bước vào nghề khi trở thành thủ khoa nhạc viện. Dù có nhiều sự kết nối, nhưng mối tình đầu của Mỹ Linh khi ấy chỉ kéo dài 6 năm. Mẹ hai của Bằng Kiều từng kể, nó yêu mối tình đầu, mỗi lần giỗ Tết, bạn gái nó đến lo lắng cùng tôi và bà Nga như người nhà, tưởng là lấy nhau đến nơi, nhưng rồi hai đứa thôi nhau chỉ vì một lần, bạn gái sai Kiều lấy giày dép và son phấn gì đó, nó bảo cùng đi biểu diễn, mệt như nhau thì phải tự đi lấy, thế là giận, thế là thôi, nghệ sĩ là thế, đồng bóng hết. Kết thúc cuộc tình, cả hai đều có những ngã rẽ riêng, nhưng không vì thế mà mất đi sự kết nối trong âm nhạc. Thỉnh thoảng, khán giả vẫn bắt gặp hình ảnh Mỹ Linh, Bằng Kiều đứng cùng trên sân khấu, thể hiện những bản tình ca lãng mạn. Mỹ Linh từng nói sau khi chia tay, cả cô và Bằng Kiều đều thay đổi nhiều so với trước. Bản thân nữ diva không còn quan tâm tới đời sống riêng của nam ca sĩ và ngược lại. Sau một năm chia tay Bằng Kiều, Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân vào đầu năm 1998. Lúc này Anh Quân dù đã có con gái riêng lai tay, nhưng Mỹ Linh vẫn chọn anh là bến đỗ. Lần đầu họ gặp nhau, Mỹ Linh khi ấy 28 tuổi, ông xã hơn cô 4 tuổi. 3 tháng sau, hai người đã quyết định tiến đến hôn nhân sau lời giao hẹn dứt khoát của diva tóc ngắn. Liệu anh có thương em như thương con gái anh, hay độ lượng như tình anh dành cho em gái anh không? Hãy đặt mình là bố em hay anh trai em mà bao dung, mà độ lượng thương yêu em, vì em xứng đáng được điều đó. Còn nếu anh không làm được thế, xin hãy thả cho em đi. Em mới 28 còn đẹp và còn nhiều cơ hội để người khác làm điều ấy cho em. Anh làm điều ấy được không? Câu trả lời lúc ấy của anh Quân là anh tập và sẽ thử. Họ từng gặp không ít sóng gió để đến được với nhau, nhất là anh Na Trương. Thời điểm ấy cần thời gian để chấp nhận mẹ kế, còn gia đình Mỹ Linh cũng phải đắn đo về việc gả con gái cho người đàn ông đã có con riêng. Dù cuộc hôn nhân được ví như sét đánh, nhưng sau hơn 24 năm đồng hành, họ vẫn bền chặt. Với bệ đỡ là người chồng tài hoa, sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Linh thăng hoa từng ngày với các sản phẩm chất lượng. Ngược lại, khi rời bỏ ánh hào quang, nữ diva trở về nhà làm người giữ lửa, yêu thương con riêng của chồng như con ruột, và chăm sóc các con của mình chu đáo. Dù đã có con riêng, nhưng anh Quân xem Mỹ Linh là người vợ đầu tiên và duy nhất của mình. Nói về cuộc hôn nhân với diva Mỹ Linh, nhạc sĩ anh Quân tâm sự, 24 năm qua, họ không ngừng cố gắng vun đắp tình cảm để mối quan hệ vợ chồng luôn có sự thấu hiểu gắn kết. Bảo tôi có người vợ tuyệt vời, tài năng thì tôi không nói điều xáo rỗng đó. Tôi chỉ muốn nói rằng, những gì các bạn nhìn thấy ở cuộc sống chúng tôi là vì chúng tôi đều rất cố gắng để làm một người vợ tốt, một người chồng tốt, anh chia sẻ. Trong một chương trình, anh Quân cho biết người bạn đời có nhiều điểm trái ngược với mình. Điển hình là chuyện giọng ca Hương Ngọc Lan khá sôi nổi, trong khi bản thân anh lại trầm tính, vợ trẻ trung, vô tư, trong khi chồng lại sống kỹ lưỡng, chỉnh chu và chừng mực. Song nam nhạc sĩ khẳng định, chúng tôi may mắn có một điểm chung cực kỳ lớn, đó là âm nhạc.
Mỹ Linh cũng nhìn nhận như vậy. Khi cô cho biết mình học được rất nhiều từ người bạn đời và luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh. Hơn 2 thập kỷ bên nhau, dưới bàn tay tài hoa của chồng, Mỹ Linh tạo nên nhiều kỷ lục mới trong âm nhạc với những ca khúc đã trở thành bất hủ. Ba người con của họ cũng đã trưởng thành và đạt được những thành tựu riêng. Con gái đầu Anna Trương hiện đã kết hôn và đang làm việc cho một phòng thu âm lớn ở xứ Cờ Hoa. Con trai giữa Duy Anh là theo đuổi con đường học vấn, hiện nay học ngành y ở nước ngoài. Con gái út Mỹ Anh nối nghiệp gia đình, dành nhiều đam mê và sự đầu tư cho âm nhạc. Nhìn lại các lựa chọn bạn đời, Mỹ Linh từng tâm sự, hôn nhân cũng giống như hai người đi chung một con thuyền lênh đênh trên đại dương, khi yên bình nhưng cũng có lúc gặp bão tố. Mỗi lúc như vậy, sự hướng thiện luôn là ngôi sao chỉ lối cho cả hai vượt qua sóng gió. Vợ chồng tôi cũng có những lúc cảm thấy không thỏa mãn về người kia hoặc đem những ức chế trong công việc về nhà, hoặc đem những ức chế trong công việc về gia đình, nhưng cả hai vẫn ở bên nhau bởi chúng tôi luôn mong muốn người kia được hạnh phúc và các con cũng được sống trong niềm hạnh phúc ấy.